Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến một nét đặc thù nổi bật của giáo pháp Đức Phật, đó là con đường siêu thế hay vượt thoát thế gian, Lokuttara. Con đường này xây dựng trên nền tảng sự hiểu biết đã được chuyển hóa và tầm nhìn sâu sắc về bản chất của thế gian, phát sinh từ việc nhận thức được những hiểm họa của dục lạc giác quan, về cái chết không thể tránh được, và bản chất hung hiểm của cõi luân hồi. Những đề tài này chúng ta đã duyệt qua trong chương trước. Việc này nhằm mục đích đưa hành giả đến một tâm hành giải thoát, vượt ra khỏi mọi cảnh giới tồn tại hữu vi, để đi đến niềm hỷ lạc không còn cấu uế và không còn khổ đau của cõi Niết Bàn và chính Đức Phật đã đạt được vào đêm Ngài chứng đắc giác ngộ. Chương này sẽ trình bày những kinh văn cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về con đường giải thoát thế gian. Hai chương tiếp theo sẽ tập hợp những kinh văn chú trọng kỹ hơn vào việc rèn luyện tâm và trau dồi trí tuệ. Hai chi phần chính của con đường vượt thoát thế gian. Tuy nhiên, tôi sẽ bắt đầu bằng nhiều bài kinh có dụng ý làm sáng tỏ mục đích của con đường này, soi sáng nó từ nhiều góc độ khác nhau. Mũi tên của sinh, già và chết. Ở trong kinh văn này, tiểu kinh Malunkiya Putta cho thấy rằng con đường của Phật giáo không phải được thiết kế để cung cấp lời giải đáp lý thuyết cho những vấn đề triết lý. Trong kinh này, tỳ kheo Malunkiya Putta đi đến Thế Tôn và yêu cầu Ngài trả lời 10 câu hỏi có tính cách suy đoán và đe dọa rằng sẽ rời tăng đoàn nếu yêu cầu không được thỏa mãn. Các học giả đã từng tranh luận về việc có phải Đức Phật từ chối câu trả lời bởi vì trên nguyên tắc đó là những câu hỏi không thể trả lời được, hay chỉ vì chúng không liên quan đến một giải pháp thực tiễn cho vấn nạn khổ đau của một kiếp người. Hai tập kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh đã chỉ rõ rằng sự im lặng của Đức Phật có một nền tảng sâu xa hơn là những quan tâm thực dụng đơn thuần. Những bài kinh này chứng tỏ rằng tất cả những câu hỏi đó đặt nền tảng trên một nhận định ngầm cho rằng sự hiện hữu phải được diễn giải theo quan điểm có một cái ngã và một thế giới trong đó cái ngã tồn tại. Vì những tiền đề này không có giá trị, nên không có câu trả lời nào được hình thành trên những tiền đề ấy có thể có giá trị. Vì thế, Đức Phật phải bác bỏ ngay chính những câu hỏi đó. Tuy nhiên, trong lúc Đức Phật có những nền tảng triết lý để từ chối trả lời những câu hỏi đó, Ngài cũng bác bỏ chúng bởi vì Ngài cho rằng việc bận tâm tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi đó là không lợi ích gì cho việc tìm kiếm con đường giải thoát khổ đau. Lý do này là điểm rõ ràng trong kinh Malunkiya Putta, với ví dụ nổi tiếng về một người bị mũi tên độc bắn trúng. Cho dù bất cứ quan điểm nào trong số đó có đúng hay không, Đức Phật dạy rằng có sinh, già, bệnh, chết, có buồn rầu và than vãn, đau đớn, thất vọng và tuyệt vọng. Và ta đã đề ra phương cách diệt trừ chúng ngay bây giờ và ở đây, dựa trên hình ảnh của bối cảnh cõi luân hồi được phát họa vào cuối phần trước. Lời nhận định này giờ đây mang một ý nghĩa mở rộng. Sự đoạn diệt sinh, già, bệnh, chết không chỉ là chấm dứt khổ đau trong một kiếp người, nhưng đó là sự chấm dứt vô lượng khổ đau do lặp đi lặp lại vòng sinh, già, bệnh, chết mà chúng ta phải trải qua trong vô lượng kiếp trong vòng luân hồi. 1. Mũi tên của sinh, già và chết. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ngụ tại thành Xá Vệ Sa Phát Thi trong rừng Kỳ Đà Chê Ta thuộc vườn gốc cô độc. Rồi tôn giả Malunkiya Putta trong lúc đang tập cương hành thiền đã khởi lên ý nghĩ sau đây. Có một số quan điểm mang tính suy đoán đã bị Thế Tôn dẹp qua một bên và bác bỏ. Đó là thế giới là vĩnh cửu và thế giới không vĩnh cửu. Thế giới là hữu biên và thế giới là vô biên. Thân và tâm là một và thân và tâm là hai thứ khác nhau. Như Lai vẫn tồn tại sau khi chết và Như Lai không tồn tại sau khi chết, và Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, và Như Lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết.
Thế Tôn đã không trả lời những vấn đề này cho ta, và ta không đồng ý và chấp nhận việc này. Vì thế ta sẽ đến gặp Thế Tôn để xin Ngài giải thích ý nghĩa của những vấn đề này. Nếu Ngài trả lời cho ta rằng, hoặc thế giới là vĩnh cửu, hay Như Lai không tồn tại cũng không tồn tại sau khi chết, thì ta sẽ sống đời phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Ngài. Nếu Ngài không trả lời những vấn đề này cho ta, thì ta sẽ từ bỏ tu tập và trở về cuộc sống thế tục. Rồi vào buổi chiều tối, tôn giả Malunkiya Buddha chấm dứt thời thiền tập và đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Ngài, tôn giả ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn rằng, bạch Thế Tôn, ở đây trong khi con đang đọc cương hành thiền, ý nghĩ này đã khởi lên trong con. Những quan điểm mang tính suy đoán này đã bị Thế Tôn dẹp qua một bên và bác bỏ. Nếu Ngài không trả lời những vấn đề này cho ta, thì ta sẽ từ bỏ tu tập và trở về cuộc sống thế tục. Nếu Thế Tôn biết thế giới là vĩnh cửu, thì Thế Tôn hãy nói cho con thế giới là vĩnh cửu. Nếu Thế Tôn biết thế giới là không vĩnh cửu, thì Thế Tôn hãy nói cho con thế giới là không vĩnh cửu. Nếu Thế Tôn không biết thế giới là vĩnh cửu, hay thế giới là không vĩnh cửu, thì người không biết và không thấy hãy thẳng thắn trả lời, tôi không biết và không thấy. Nếu Thế Tôn biết thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, thân và tâm là một, thân và tâm là hai thứ khác nhau, Như Lai tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, thì Như Lai hãy tuyên bố như thế với con. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không tồn tại cũng không tồn tại sau khi chết, thì Như Lai hãy tuyên bố như thế với con. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, thì người không biết và không thấy hãy thẳng thắn trả lời, tôi không biết và không thấy. Này Malunkiya Buddha, vậy thì có bao giờ ta từng nói với ông, này Malunkiya Buddha, hãy đến và sống đời phạm hạnh theo ta và ta sẽ cho ông biết thế giới là vĩnh cửu, hay Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết? Thưa không, bạch Thế Tôn, có bao giờ ông từng nói với ta rằng tôi sẽ sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn và Thế Tôn sẽ nói cho tôi biết thế giới là vĩnh cửu, hay Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết? Thưa không, bạch Thế Tôn, quả đúng như vậy. Này, kẻ ngu si kia, ông là ai và ông đang từ bỏ cái gì? Nếu có ai nói như sau, tôi sẽ không sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn cho đến khi nào Thế Tôn nói cho tôi biết thế giới là vĩnh cửu, hay Như Lai không tồn tại cũng không tồn tại sau khi chết, thì cho đến khi người ấy chết, Như Lai vẫn không trả lời những câu hỏi này. Này Malunkiya Buddha, giả sử có một người bị thương nặng do trúng phải mũi tên độc, bạn bè và người đồng hành, người trong bộ tộc và bà con của anh ta đem đến một y sĩ để chữa trị cho anh ta. Người này nói, tôi sẽ không để cho người y sĩ nhổ mũi tên độc cho đến khi nào tôi biết người bắn tôi là thuộc giai cấp hoàng tộc, bà la môn, thương gia hay công nhân. Và người ấy có thể nói, tôi sẽ không để cho người y sĩ nhổ mũi tên độc cho đến khi nào tôi biết tên và bộ tộc người bắn tôi, cho đến khi nào tôi biết người bắn tôi cao hay thấp hay trung bình, cho đến khi tôi biết người bắn tôi da đen, da nâu hay da vàng, cho đến khi tôi biết người bắn tôi sống ở làng nào, thị trấn nào, thành phố nào, cho đến khi tôi biết chiếc cung bắn tôi thuộc loại cung dài hay cung chéo, cho đến khi tôi biết dây cung bắn tôi làm bằng cây leo, cây lau hay gân, dây gai hay vỏ cây, cho đến khi tôi biết mũi tên dùng bắn tôi thuộc loại cây lau dại hay cây lau trồng, cho đến khi tôi biết mũi tên dùng bắn tôi được kết bằng loại lông gì, hoặc lông con kền kền, lông con cò, lông con ó, lông con công, hoặc lông một loài két, cho đến khi tôi biết mũi tên dùng bắn tôi được vốn bằng loại gân nào, gân bò, gân trâu, gân nai hay gân khỉ,
cho đến khi tôi biết mũi tên dùng bắn tôi thuộc loại tên nhọn, hay tên như đầu dao cạo, hay tên móc, hoặc như kiểm gai, hoặc như răng bò, hay như dao nhọn hai đầu. Tất cả những điều này người ấy cũng sẽ không biết được, và trong lúc đó người ấy sẽ chết. Cũng vậy, này Malunkiya Buddha, nếu có người nói rằng tôi sẽ không sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn cho đến khi nào Thế Tôn nói cho tôi biết thế giới là vĩnh cửu, hay Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết, thì cho đến khi người ấy chết, Như Lai vẫn không trả lời những câu hỏi này. Này Malunkiya Buddha, nếu có quan điểm thế giới là vĩnh cửu thì không thể sống đời phạm hạnh. Nếu có quan điểm thế giới là không vĩnh cửu thì không thể sống đời phạm hạnh. Dù có quan điểm thế giới là vĩnh cửu hay quan điểm thế giới là không vĩnh cửu thì vẫn có sinh, già, chết, có ưu sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng mà ta đã giảng dạy phương pháp đoạn trừ ngay bây giờ và ở đây. Nếu có quan điểm thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên, thân và tâm là một, thân và tâm là hai thứ khác nhau, Như Lai vẫn tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết thì không thể sống đời phạm hạnh. Nếu có quan điểm Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết thì không thể sống đời phạm hạnh. Nếu có quan điểm Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết thì không thể sống đời phạm hạnh. Cho dù có quan điểm Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, hay quan điểm Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết thì vẫn có sinh, già, chết, có ưu sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng mà ta đã giảng dạy phương pháp đoạn trừ ngay bây giờ và ở đây. Vì vậy, này Malunkiya Buddha, hãy ghi nhớ những gì ta đã không trả lời như là Như Lai không trả lời, và những gì ta đã trả lời như là Như Lai đã trả lời, và những gì ta đã không trả lời. Đó là thế giới là vĩnh cửu, ta đã không trả lời. Thế giới không vĩnh cửu, ta đã không trả lời. Thế giới là hữu biên, ta đã không trả lời. Thế giới là vô biên, ta đã không trả lời. Thân và tâm là một, ta đã không trả lời. Thân và tâm là hai thứ khác nhau, ta đã không trả lời. Như Lai tồn tại sau khi chết, ta đã không trả lời. Như Lai vừa tồn tại, vừa không tồn tại sau khi chết, ta đã không trả lời. Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết, ta đã không trả lời. Vì sao ta đã không trả lời những câu hỏi ấy? Bởi vì điều ấy không lợi ích, nó không thuộc về những điều cơ bản của đời sống phạm hạnh, nó không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, không đưa đến chi kiến rốt ráo, giải thoát, niết bàn. Đó là lý do tại sao ta không trả lời. Và những gì ta đã trả lời, đó là đây là khổ, ta đã trả lời. Đây là nguồn gốc của khổ, ta đã trả lời. Đây là sự chấm dứt khổ, ta đã trả lời. Đây là con đường chấm dứt khổ, ta cũng đã trả lời. Tại sao ta đã trả lời những điều đó? Bởi vì điều ấy đem lại lợi ích, nó thuộc về những điều cơ bản của đời sống phạm hạnh, đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, đưa đến tri kiến rốt ráo, giải thoát, niết bàn. Đó là lý do tại sao ta trả lời. Vì vậy, này Malunkiya Buddha, hãy ghi nhớ những gì ta đã không trả lời như là Như Lai không trả lời, và những gì ta đã trả lời như là Như Lai đã trả lời. Đó là những gì Thế Tôn giảng dạy. Tôn giả Malunkiya Buddha hài lòng và hoan hỷ với lời dạy của Thế Tôn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kinh văn Mũi tên của sinh, già và chết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kinh văn Mục tiêu của sinh, già và chết. Nếu quý vị thấy hay và bổ ích, hãy nhấn like và subscribe ở phía dưới để đón chờ video tiếp theo về kinh văn cốt lõi của đời sống phạm hạnh. Đây là Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây
làm sáng tỏ từ một góc độ khác về mục đích của Đức Phật trong việc thuyết giảng giáo pháp vượt thoát thế gian của Ngài. Bài kinh nói về một người bộ tộc đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, với mục đích đạt đến chấm dứt khổ đau. Mặc dù rất nhiệt tâm trong mục đích ban đầu lúc xuất gia, nhưng khi vị này đạt được một vài thành công, dù là thành quả ở mức độ thấp như được công nhận và vinh danh, hay ở mức độ cao hơn như đạt được định tâm và tuệ giác, vị này trở nên tự mãn và quên mất mục đích ban đầu khi đi theo con đường của Đức Phật. Đức Phật tuyên bố rằng không có trạm dừng chân nào trên con đường, không phải giới, định hay ngay cả tuệ giác là mục tiêu cuối cùng của con đường tâm linh. Mục tiêu là lõi cây hay mục đích chính yếu là tâm giải thoát bất động. Và Ngài thúc giục những vị đã đi trên thánh đạo đừng bằng lòng với bất cứ những gì kém hơn thế. Cốt lõi của đời sống phạm hạnh. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn đang cư ngụ tại vương xá Rajagaha trên núi Linh Thú Monvichubic. Sau khi Đề Bà Đạt Đa Devadatta đã bỏ đi không lâu, tại đó đề cập đến Đề Bà Đạt Đa, Thế Tôn nói với chúng tăng như sau: Này các tỳ kheo, ở đây có người bộ tộc do có lòng tin đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người ấy suy nghĩ: Ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng. Ta là một nạn nhân của khổ đau, là mồi ngon của khổ đau, chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt được. Khi vị ấy xuất gia như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng. Vị ấy hài lòng với lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng, và ý nguyện của vị ấy được hoàn mãn. Do được như vậy, vị ấy sinh ra khen mình chê người như sau: Ta được lợi dưỡng và danh tiếng, còn các tỳ kheo khác thì không được biết đến, không ai trọng vọng. Vị ấy trở nên say đắm với lợi dưỡng, tôn kính, danh tiếng ấy và khởi sinh phóng dật, rơi vào phóng dật, và vì sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây. Người ấy bỏ qua lõi cây, lớp vỏ non, lớp vỏ trong, lớp vỏ ngoài. Người ấy chặt cành lá đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Rồi có một người có mắt nhìn tốt, thấy như vậy bèn nói: Người này không biết lõi cây, vỏ non, vỏ trong, vỏ ngoài hay cành lá. Vì thế trong lúc cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, lớp vỏ non, lớp vỏ trong, lớp vỏ ngoài. Người ấy chặt cành lá đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích gì, thì mục đích của ông ta đã không thành tựu. Cũng vậy, đối với vị tỳ kheo đã bị say đắm với lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng, vị tỳ kheo này được gọi là người đã lấy cành lá của đời sống phạm hạnh và dừng lại ngang đây. Này các tỳ kheo, ở đây có người bộ tộc do có lòng tin đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người ấy suy nghĩ: Ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng. Ta là một nạn nhân của khổ đau, là mồi ngon của khổ đau. Chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt được. Khi vị ấy xuất gia như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng. Vị ấy không thỏa mãn với lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng, và ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn. Không vì như vậy mà vị ấy sinh ra khen mình mà chê người. Vị ấy không say đắm với lợi dưỡng, tôn kính, danh tiếng ấy và không khởi sinh phóng dật, không rơi vào phóng dật. Do tinh cần, vị ấy thành tựu giới đức. Vị ấy hài lòng với việc thành tựu giới đức và ý nguyện của vị ấy đã hoàn mãn.
Do được như vậy, vị ấy khen mình chê người như sau: ta đã thành tựu giới đức, ta đã có thiện hạnh, nhưng các tỳ kheo khác thì không có giới đức, theo ác hạnh. Vị ấy trở nên tham đắm với thành tựu giới đức ấy, khởi sinh phóng dật, rơi vào phóng dật, và do phóng dật, vị ấy sống trong đau khổ. Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây. Người ấy bỏ qua lõi cây, lớp vỏ non, lớp vỏ trong, lớp vỏ ngoài. Người ấy chặt cành lá đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Rồi có một người có mắt nhìn tốt, thấy như vậy bèn nói: người này không biết lõi cây hay cành lá, vì thế trong lúc cần lõi cây, người ấy chặt lớp vỏ bên ngoài đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích gì, thì mục đích của ông ta đã không thành tựu. Cũng vậy, đối với vị tỳ kheo đã bị say đắm với thành tựu giới đức, vị tỳ kheo này được gọi là người đã lấy lớp vỏ ngoài của đời sống phạm hạnh và dừng lại ngang đây. Này các tỳ kheo, ở đây có người bộ tộc do có lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người ấy suy nghĩ: ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng. Ta là một nạn nhân của khổ đau, là mồi ngon của khổ đau, chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt được. Khi vị ấy xuất gia như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng. Vị ấy không thỏa mãn với lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng, và ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn. Cho tinh cần, vị ấy thành tựu giới đức. Vị ấy hài lòng với việc thành tựu giới đức, nhưng ý nguyện của vị ấy chưa hoàn mãn. Dù được như vậy, vị ấy không khen mình chê người. Vị ấy không tham đắm với thành tựu giới đức ấy, và không khởi sinh phóng dật, không rơi vào phóng dật. Do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy hài lòng với việc thành tựu thiền định, và ý nguyện của vị ấy đã hoàn mãn. Do được như vậy, vị ấy khen mình chê người như sau: ta đã thành tựu thiền định, ta đạt được nhất tâm, nhưng các tỳ kheo khác thì tâm tán loạn, tâm phân tán. Vị ấy trở nên tham đắm với thành tựu thiền định ấy, khởi sinh phóng dật, rơi vào phóng dật, và do phóng dật, vị ấy sống trong đau khổ. Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây. Người ấy bỏ qua lõi cây, lớp vỏ non, cắt lớp vỏ trong đem về, và nghĩ rằng chúng là lõi cây. Rồi có một người có mắt nhìn tốt, thấy như vậy bèn nói: người này không biết lõi cây hay cành lá, vì thế trong lúc cần lõi cây, người ấy chặt lớp vỏ trong đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích gì, thì mục đích của ông ta đã không thành tựu. Cũng vậy, đối với vị tỳ kheo đã bị say đắm với thành tựu thiền định, vị tỳ kheo này được gọi là người đã lấy lớp vỏ trong của đời sống phạm hạnh và dừng lại ngang đây. Này, các tỳ kheo, ở đây có người bộ tộc do có lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người ấy suy nghĩ: ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng. Ta là một nạn nhân của khổ đau, là mồi ngon của khổ đau, chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt được. Nhưng khi vị ấy xuất gia như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng. Vị ấy không thỏa mãn với lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng, và ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn. Do tinh cần, vị ấy thành tựu giới đức. Vị ấy hài lòng với việc thành tựu giới đức, nhưng ý nguyện của vị ấy chưa hoàn mãn. Dù được như vậy, vị ấy không khen mình chê người. Vị ấy không tham đắm với thành tựu giới đức ấy, và không khởi sinh phóng dật, không rơi vào phóng dật. Do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy hài lòng với việc thành tựu thiền định, nhưng ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn.
Không vì được như vậy mà vị ấy khen mình, chê người. Vị ấy không tham đắm với thành tựu thiền định ấy, không khởi sinh phóng dật, không rơi vào phóng dật. Do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông. Vị ấy hài lòng với việc thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông, và ý nguyện của vị ấy đã hoàn mãn. Do được như vậy, vị ấy khen mình chê người như sau: ta sống đã biết và thấy, nhưng các tỳ kheo khác thì không biết và không thấy. Vị ấy trở nên tham đắm với tri kiến và thiên nhãn thông, khởi sinh phóng dật, rơi vào phóng dật, và do phóng dật, vị ấy sống trong đau khổ. Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng, có lõi cây. Người ấy bỏ qua lõi cây, cắt lớp vỏ non đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Rồi có một người có mắt nhìn tốt, thấy như vậy bèn nói: người này không biết lõi cây hay cành lá, vì thế trong lúc cần lõi cây, người ấy chặt lớp vỏ non đem về, nghĩ rằng chúng là lõi cây. Cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích gì, thì mục đích của ông ta đã không thành tựu. Cũng vậy, đối với vị tỳ kheo đã bị say đắm với thành tựu thiên nhãn thông, vị tỳ kheo này được gọi là người đã lấy lớp vỏ non của đời sống phạm hạnh và dừng lại ngang đây. Này, các tỳ kheo, ở đây có người bộ tộc do có lòng tin đã xuất gia từ bỏ gia đình. Sống không gia đình, người ấy suy nghĩ: ta là một nạn nhân của sanh, già, chết, ưu sầu, than thở, đau khổ, phiền não, tuyệt vọng. Ta là một nạn nhân của khổ đau, là mồi ngon của khổ đau, chắc chắn là toàn bộ khổ đau này có thể chấm dứt được. Khi vị ấy xuất gia như vậy, vị ấy nhận được lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng. Vị ấy không thỏa mãn với lợi dưỡng, tôn kính và danh tiếng, và ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn. Do tinh cần, vị ấy thành tựu giới đức. Vị ấy hài lòng với việc thành tựu giới đức, nhưng ý nguyện của vị ấy chưa hoàn mãn. Do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy chưa hài lòng với việc thành tựu thiền định, nhưng ý nguyện của vị ấy chưa được hoàn mãn. Do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông. Vị ấy hài lòng với việc thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông, nhưng ý nguyện của vị ấy vẫn chưa hoàn mãn. Không vì được như vậy mà vị ấy khen mình mà chê người. Vị ấy không tham đắm với thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông, không khởi sinh phóng dật, không rơi vào phóng dật. Do tinh cần tu tập, vị ấy thành tựu giải thoát vĩnh viễn, và vị tỳ kheo này không thể đánh mất giải thoát vĩnh viễn. Việc này không thể xảy ra. Giả sử có một người cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, đi lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây. Người ấy chỉ cắt lõi cây đem về và biết rằng đó chính là lõi cây. Rồi có một người có mắt nhìn tốt, thấy như vậy bèn nói: người này biết lõi cây, lớp vỏ non, lớp vỏ trong, lớp vỏ ngoài và cành lá. Vì thế trong lúc cần lõi cây, tìm kiếm lõi cây, lang thang tìm kiếm lõi cây, đi đến trước một cây lớn thẳng đứng có lõi cây, người ấy chỉ cắt lõi cây đem về và biết rằng đó chính là lõi cây. Cho dù người này dùng lõi cây vào mục đích gì, thì mục đích của người ấy đã thành tựu. Cũng vậy, đối với vị tỳ kheo đã thành tựu giải thoát vĩnh viễn. Như vậy, này, các tỳ kheo, đời sống phạm hạnh này không phải vì lợi dưỡng, tôn kính, danh tiếng, hay vì thành tựu giới đức, hay vì thành tựu thiền định, hay vì thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông. Nhưng chính là tâm giải thoát bất động là mục tiêu của đời sống phạm hạnh này. Đó là lõi cây và là cứu cánh của đời sống phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Ở trong kinh văn tiếp theo, Lụy Tàng Tham Dục là một tuyển chọn các bài kinh trong tương ưng bộ kinh. Những bài kinh này xác định rằng mục đích của việc thực hành đời sống tâm linh theo Đức Phật là làm lụi tàn mọi dục vọng, tiến đến niết bàn tối hậu không còn chấp thủ,
và bác thánh đạo chính là con đường để đạt đến những mục đích ấy. Lụi tàn tham dục. Này các tỳ kheo, nếu những du sĩ ngoại đạo hỏi các ông: Này hiền hữu, mục đích sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa môn Gotama là gì? Khi được hỏi như vậy, các ông phải trả lời như sau: Này hiền hữu, làm lụi tàn tham dục chính là mục đích sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn. Này các tỳ kheo, nếu những du sĩ ngoại đạo hỏi thêm: Này hiền hữu, nhưng có con đường, có đạo lộ nào để làm lụi tàn tham dục không? Khi được hỏi như vậy, các ông phải trả lời như sau: Có con đường, có đạo lộ làm lụi tàn tham dục. Này các tỳ kheo, và thế nào là con đường, đạo lộ làm lụi tàn tham dục? Đó chính là bát thánh đạo, nghĩa là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là con đường, là đạo lộ làm lụi tàn dục vọng. Này các tỳ kheo, nếu hỏi như thế, các ông phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau. Hoặc các ông có thể trả lời: Này các hiền hữu, đó là đoạn trừ các kiết sử, nhổ tận gốc rễ những tùy miên, những khuynh hướng tàn ẩn bên dưới, hiểu thấu đáo sự vận hành của luân hồi, đoạn trừ mọi lậu hoặc, chứng ngộ quả giải thoát và tri kiến chân chánh, vì mục đích đạt được tri kiến và pháp nhãn, vì mục đích đạt được niết bàn tối hậu không còn chấp thủ. Đó là lời sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn. Này các tỳ kheo, rồi sau đó nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi tiếp: Này hiền hữu, nhưng có con đường, có đạo lộ nào để đạt được niết bàn tối hậu không còn chấp thủ? Khi được hỏi như vậy, các ông phải trả lời như sau: Có con đường, có đạo lộ để đạt được niết bàn tối hậu không còn chấp thủ. Này các tỳ kheo, và thế nào là con đường, là đạo lộ để đạt được niết bàn tối hậu không còn chấp thủ? Đó chính là bát thánh đạo, nghĩa là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là con đường, là đạo lộ để đạt được niết bàn tối hậu không còn chấp thủ. Bát thánh đạo là công thức cổ điển về con đường giải thoát, như đã được nói rõ ràng trong bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật. Trong đó, Ngài gọi bát thánh đạo là con đường chấm dứt khổ đau. Kinh văn phân tích bát thánh đạo đã đưa ra các định nghĩa chính thức về từng chi phần trong thánh đạo, nhưng không chỉ rõ cụ thể làm thế nào để việc tu tập chúng được thể nhập vào đời sống của người đệ tử. Việc áp dụng chi tiết sẽ được trình bày đầy đủ vào phần sau của chương này. Phân tích bát thánh đạo. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng bát thánh đạo và sẽ phân tích cho các ông hiểu, hãy lắng nghe ta sẽ nói. Thư vân bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vân đáp, Thế Tôn giảng như sau: Này các tỳ kheo, và thế nào là bát thánh đạo? Đó là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh tri kiến? Tri kiến về khổ, tri kiến về nguồn gốc của khổ, tri kiến về sự diệt khổ, tri kiến về con đường đưa đến diệt khổ, đó là chánh tri kiến. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về xuất ly, tư duy về vô sân, tư duy về vô hại, đó là chánh tư duy. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh ngữ? Từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, đây gọi là chánh ngữ. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh nghiệp? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, đây là chánh nghiệp. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh mạng? Ở đây, này các tỳ kheo,
vị thánh đệ tử từ bỏ lối sống bất chính, sinh sống bằng nghề nghiệp lương thiện. Đây gọi là chánh mạng. Và này, các tỳ kheo, thế nào là chánh tinh tấn? Ở đây, này, các tỳ kheo, vị đệ tử khởi lên ước muốn các bất thiện pháp chưa sinh sẽ không sinh khởi. Vị ấy nỗ lực, vận dụng năng lượng, chuyên tâm áp dụng và cố gắng không ngừng. Vị ấy khởi sinh ước muốn đoạn trừ những bất thiện pháp đã sinh khởi. Vị ấy khởi sinh ước muốn những thiện pháp chưa sinh sẽ được sinh khởi. Vị ấy khởi lên ước muốn các thiện pháp đã sinh khởi sẽ được tiếp tục duy trì, để chúng không suy tàn, luôn tăng trưởng, mở rộng và phát triển viên mãn. Vị ấy nỗ lực, vận dụng năng lượng, chuyên tâm áp dụng và cố gắng không ngừng. Đây gọi là chánh tinh tấn. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh niệm? Ở đây, này các tỳ kheo, vị đệ tử sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, loại bỏ tham ưu đối với cuộc đời. Vị ấy quán cảm thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giấc, chánh niệm, loại bỏ tham ưu đối với cuộc đời. Vị ấy quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, loại bỏ tham ưu đối với cuộc đời. Vị ấy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, loại bỏ tham ưu đối với cuộc đời. Đây gọi là chánh niệm. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây, này các tỳ kheo, vị đệ tử xa lìa các dục lạc, xa lìa các pháp bất thiện, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc phát sinh do ly dục, vẫn còn tầm và tứ, bằng cách lắng dịu tầm và tứ, vị ấy chứng và trú nhị thiền, nội tỉnh nhất tâm, một trạng thái hỷ lạc phát sinh do định, không còn tầm và tứ. Với sự tàn lụi của hỷ, vị ấy an trú vào xả, chánh niệm tỉnh giác, vị ấy cảm nhận lạc thọ trong thân, vị ấy chứng và trú tam thiền, mà các bậc thánh đã gọi là xả niệm lạc trú. Với sự xả bỏ lạc và khổ, và diệt trừ hỷ và ưu phiền trước đó, vị ấy chứng và trú tứ thiền, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Đây gọi là chánh định. Hữu tri thức. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn cư trú giữa dân chúng bộ tộc Sakya, nơi có một thị trấn của người Sakya tên là Nagaraka. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, đây là một nửa của đời sống phạm hạnh, đó là tình bằng hữu tốt đẹp, tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình đồng chí tốt đẹp. Không phải như vậy, Ananda, không phải như vậy, Ananda. Đây là toàn bộ đời sống phạm hạnh, đó là tình bằng hữu tốt đẹp, tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình đồng chí tốt đẹp. Khi một tỳ kheo có một người bạn tốt, một người đồng hành tốt, một người đồng chí tốt, thì điều được mong đợi là vị ấy sẽ phát triển và tu tập bát thánh đạo. Và này Ananda, một tỳ kheo có một người bạn tốt, một người đồng hành tốt, một người đồng chí tốt, làm thế nào vị ấy phát triển và tu tập bát thánh đạo? Ở đây, này Ananda, vị tỳ kheo tu tập chánh tri kiến, đặt trên nền tảng viễn ly, ly tham và đoạn diệt, đạt kết quả giải thoát rốt ráo. Vị ấy tu tập chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đặt trên nền tảng viễn ly, ly tham và đoạn diệt, đạt kết quả giải thoát rốt ráo. Này Ananda, bằng cách này, một tỳ kheo có một người bạn tốt, một người đồng hành tốt, một người đồng chí tốt, vị ấy phát triển và tu tập bát thánh đạo. Này Ananda, cũng bằng pháp môn sau đây, có thể hiểu được làm thế nào toàn bộ đời sống phạm hạnh là tình bằng hữu tốt đẹp, tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình bạn đồng chí tốt đẹp. Này Ananda, bằng cách nương tựa vào ta như một người bạn tốt đẹp, chúng sanh phải chịu sự chi phối của sanh sẽ được giải thoát khỏi sanh. Chúng sanh phải chịu sự chi phối của già sẽ được giải thoát khỏi già.
chúng sanh phải chịu sự chi phối của chết sẽ được giải thoát khỏi chết. Chúng sanh phải chịu sự chi phối của sầu bi, than vãn, đau đớn, thất vọng và tuyệt vọng sẽ được giải thoát khỏi sầu bi, than vãn, đau đớn, tuyệt vọng và thất vọng. Bằng pháp môn này, này Ananda có thể hiểu toàn bộ đời sống phạm hạnh là tình bằng hữu tốt đẹp, tình bạn đồng hành tốt đẹp, tình đồng chí tốt đẹp. 4. Tu tập từ từ. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn cư ngụ ở thành Xá Vệ Savatthi, trong rừng Kỳ Đà Cheta thuộc vườn cấp cô độc Ananta Bindika. Lúc bấy giờ, người Bà La Môn Janusoni đi ra khỏi thành Savatthi vào giữa trưa bằng một cỗ xe trắng do ngựa bạch kéo. Người ấy thấy du sĩ Pilotika từ xa đi đến liền hỏi ông ta: Tôn giả Vajrayana đi đâu vào giữa trưa như vậy? Thưa tôn giả, tôi từ chỗ Samon Gotama đến đây. Tôn giả Vajrayana nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của Samon Gotama? Samon Gotama có phải là bậc trí tuệ hay không? Thưa tôn giả, tôi là ai mà có thể biết về trí tuệ sáng suốt của Samon Gotama? Chỉ có những vị ngang hàng với ngài mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Samon Gotama. Tôn giả Vajrayana đã ca ngợi Samon Gotama với lời ngợi ca tối thượng. Thưa tôn giả, tôi là ai mà có thể ca ngợi Samon Gotama? Trong số những vị được ca ngợi thì Samon Gotama được ca ngợi như là bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Tôn giả Vajrayana thấy được lý do gì để có lòng tin vững chắc như vậy đối với Samon Gotama? Thưa tôn giả, giả sử có một người săn voi thiện xảo đi vào khu rừng có voi ở đây và thấy một dấu chân voi to lớn, dài bề dài và rộng bề ngang. Người ấy sẽ đi đến kết luận: đây quả thật là một con voi lớn. Cũng vậy, khi tôi thấy bốn dấu chân của Samon Gotama, tôi đi đến kết luận: Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Thế nào là bốn? Thưa tôn giả, tôi thấy ở đây có một vài người bác học thuộc dòng quý tộc thông minh, có kiến thức rộng về giáo lý của người khác, sắc bén như người trẻ từng sợi tóc. Họ đi đến chỗ này chỗ kia, bác bỏ quan điểm của kẻ khác bằng biện tài sắc bén của họ. Khi họ nghe nói Samon Gotama sẽ viếng thăm ngôi làng này hay thị trấn kia, họ sắp đặt câu hỏi như thế này: chúng ta sẽ đến gặp Samon Gotama và hỏi câu hỏi này. Nếu khi được hỏi như vậy, Samon Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn giáo lý của Samon Gotama bằng cách này. Và nếu khi được hỏi như thế kia và Samon Gotama trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn giáo lý của Samon Gotama như thế kia. Họ nghe nói Samon Gotama sẽ viếng thăm ngôi làng này hay thị trấn kia. Họ đi đến gặp Samon Gotama và Samon Gotama đã chỉ dẫn, khích lệ, làm phấn khởi và làm các vị này hoan hỷ bằng một bài pháp thoại. Sau khi họ được chỉ dẫn, khích lệ, làm phấn khởi và làm hoan hỷ bằng một bài pháp thoại, họ không còn đặt câu hỏi như đã định, thì làm sao họ có thể chất vấn giáo pháp của ngài? Thật ra, họ đã trở thành đệ tử của ngài. Khi tôi thấy dấu chân đầu tiên của Samon Gotama, tôi đi đến kết luận: Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Lại nữa, tôi đã thấy một số người Bà La Môn học rộng, thông minh. Thật ra họ đã trở thành đệ tử của ngài. Khi tôi thấy dấu chân thứ hai của Samon Gotama, tôi đi đến kết luận: Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Lại nữa, tôi đã thấy một số gia chủ học rộng, thông minh. Thật ra họ đã trở thành đệ tử của ngài. Khi tôi thấy dấu chân thứ ba của Samon Gotama, tôi đi đến kết luận: Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì.
Lại nữa, tôi đã thấy một số sa môn học rộng, thông minh. Họ không còn đặt câu hỏi như đã định, thì làm sao họ có thể chất vấn giáo pháp của Ngài? Thật ra họ đã xin phép sa môn Gotama cho họ được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và sa môn Gotama đã cho phép họ xuất gia. Sau khi được xuất gia, sống một mình, ẩn cư, tinh cần, nhiệt tâm và quyết tâm, chẳng bao lâu họ tự tri tự chứng ngay trong bây giờ và ở đây, an trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống phạm hạnh mà những người bộ tộc đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Họ nói như sau: chúng ta gần như bị lạc đường, chúng ta gần như bị diệt vong, vì trước đây chúng ta tuyên bố chúng ta là sa môn, mặc dù chúng ta thực sự không phải là sa môn. Chúng ta tuyên bố chúng ta là bà la môn, mặc dù chúng ta thực sự không phải là bà la môn. Chúng ta tuyên bố chúng ta là a la hán, mặc dù chúng ta thực sự không phải là a la hán. Nhưng bây giờ chúng ta là sa môn, bây giờ chúng ta là bà la môn, bây giờ chúng ta là a la hán. Khi tôi thấy dấu chân thứ tư của sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Khi tôi thấy bốn dấu chân của sa môn Gotama, tôi đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Khi nghe nói như vậy, người bà la môn Janussoni bước xuống từ cổ xe ngựa trắng do ngựa bạch kéo, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay cung kính hướng về Thế Tôn vái lạy và nói ba lần lời tán thán như sau: cung kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cung kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cung kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Rất có thể có một lúc nào đó tôi sẽ đến gặp tôn giả Gotama để đàm luận với Ngài. Rồi người bà la môn Janussoni đi đến chỗ Thế Tôn và trao đổi lời chào hỏi với Ngài. Sau khi những lời hỏi thăm xã giao chấm dứt, ông ấy ngồi xuống một bên và kể lại toàn bộ câu chuyện giữa ông và du sĩ Pilotika. Sau khi nghe như vậy, Thế Tôn bảo ông ta: này bà la môn, nói như vậy thì ví dụ dấu chân voi chưa đầy đủ chi tiết. Để biết thế nào là đầy đủ chi tiết, hãy chú ý lắng nghe những gì ta nói. Thưa vâng, tôn giả. Bà la môn Janussoni vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn giảng như sau: này bà la môn, giả sử có một người săn voi đi vào khu rừng có voi ở và thấy một dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang. Người săn voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận đây quả thật là một con voi lớn. Vì sao vậy? Trong một khu rừng voi ở, có những con voi cái thấp bé để lại những dấu chân lớn, và đây có thể là một trong những dấu chân của chúng. Người thợ săn đi theo dấu chân này và thấy trong rừng voi ở có dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, và có vài cái cọ sát trên cao. Người săn voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận đây quả thật là một con voi lớn. Vì sao vậy? Trong một khu rừng voi ở, có những con voi cái cao lớn có ngà để lại những dấu chân lớn, và đây có thể là một trong những cái dấu chân của chúng. Người thợ săn đi theo dấu chân này và thấy trong rừng voi ở có dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, và có vài cọ sát trên cao, có dấu chân do ngà voi cắt chém. Người săn voi thiện xảo sẽ không đi đến kết luận đây quả thật là một con voi lớn. Vì sao vậy? Trong một khu rừng voi ở, có những con voi cái cao lớn có ngà để lại những dấu chân lớn, và đây có thể là một trong những dấu chân của chúng. Người thợ săn đi theo dấu chân này và thấy trong rừng voi ở đó có dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, có vài cỏ sát trên cao, có dấu do ngà voi cắt chém và những cành cây bị gãy. Và người thợ săn thấy con voi đực dưới gốc cây hay ngoài trời, đang đi thơ thẩn
ngồi hay nằm, người ấy đi đến kết luận, đây quả thật là con voi đực lớn. Cũng vậy, này Bà La Môn, ở đây Như Lai sanh ra trong đời là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn đã chứng ngộ với tri kiến tối thắng đối với thế giới này gồm chư thiên, ác ma, phạm thiên, với quần chúng này gồm các sa môn và bà la môn, với các loài trời và loài người, và sau khi chứng ngộ, Ngài đã tuyên thuyết cho những người khác. Ngài đã thuyết giảng giáo pháp tốt đẹp lúc khởi đầu, tốt đẹp ở phần giữa, tốt đẹp ở phần cuối, với ý nghĩa và cách diễn đạt đúng đắn, Ngài hé lộ cho thấy một đời sống phạm hạnh toàn vẹn và thanh tịnh. Một người gia chủ hay con trai người gia chủ, hay một người sanh ở giai cấp khác, nghe được giáo pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tin rồi, người ấy suy nghĩ, đời sống gia đình đông đúc và đầy bụi trần, đời sống xuất gia rộng mở phóng khoáng, trong khi còn sống ở gia đình, không dễ gì sống đời phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và trong sạch như vỏ sò. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia và thành tựu việc rèn luyện và nếp sống của vị tỳ kheo, từ bỏ sát sanh, vị ấy tránh xa việc sát sanh, dẹp bỏ roi kiếm, sống có lương tâm, có lòng từ, vị ấy sống biết thương xót tất cả chúng sanh. Từ bỏ lấy của không cho, vị ấy tránh xa việc lấy của không cho, chỉ nhận những gì được cho, chỉ mong nhận những gì được cho. Bằng cách không trộm cắp, vị ấy sống trong sạch. Từ bỏ quan hệ tình dục, vị ấy sống độc thân, sống riêng biệt, tránh xa việc thực hành quan hệ tình dục. Từ bỏ nói láo, vị ấy tránh xa việc nói láo, vị ấy nói đúng sự thật, gắn liền với sự thật, chân thật, đáng tin cậy, là người không lừa dối ai trong đời. Từ bỏ nói lời hai lưỡi, vị ấy tránh xa nói lời hai lưỡi. Nghe điều gì ở chỗ này, không lặp lại ở chỗ kia để gây chia rẽ những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không lặp lại ở chỗ này để gây chia rẽ những người kia. Như vậy, vị này đoàn kết lại những người muốn chia rẽ, khuyến khích tình bằng hữu, là người vui thích hòa hợp, hoan hỷ sự hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, là người nói những lời cổ động cho sự hòa hợp, từ bỏ nói lời độc ác, vị ấy tránh xa nói lời độc ác, vị ấy nói lời dịu dàng, dễ nghe, dễ thương, thấm tận lòng người, vị ấy nói lời lịch sự, được nhiều người ưa thích và đẹp lòng nhiều người. Từ bỏ nói lời phù phiếm, vị ấy tránh xa lời nói phù phiếm, vị ấy nói đúng lúc, nói lời chân thật, nói lời tốt đẹp, nói về chánh pháp và giới luật, vào đúng thời vị ấy nói, những lời đáng ghi nhớ, hợp lý, ôn hòa và lợi ích. Vị ấy từ bỏ không làm hại các hạt giống và cây cỏ, vị ấy mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không ăn vào buổi tối và không ăn bên ngoài thời gian quy định. Vị ấy từ bỏ múa hát, nghe nhạc và xem trình diễn không thích hợp. Vị ấy từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, trang điểm bằng dầu thơm hay thoa hương liệu. Vị ấy từ bỏ nằm giường cao, giường lớn. Vị ấy từ bỏ nhẫn vàng, nhẫn bạc. Vị ấy từ bỏ các hạt ngũ cốc sống. Vị ấy từ bỏ nhẫn thịt sống. Vị ấy từ bỏ nhẫn đàn bà con gái. Vị ấy từ bỏ nhận nô tỳ trai và gái. Vị ấy từ bỏ nhận dê và cừu. Vị ấy từ bỏ nhận gia cầm và heo. Vị ấy từ bỏ nhận voi, gia súc, ngựa và ngựa cái. Vị ấy từ bỏ nhận ruộng đất. Vị ấy từ bỏ công việc môi giới đưa tin. Vị ấy từ bỏ công việc mua bán. Vị ấy từ bỏ cân đong gian lận, bán kim loại giả, đo lường gian dối. Vị ấy từ bỏ nhận hối lộ, lường gạt, lừa đảo và mánh mung. Vị ấy từ bỏ làm tổn thương, giết hại, câu thúc, cướp đoạt, trộm cắp và bạo động.
vị ấy hài lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi sống. Và đi bất cứ nơi nào, vị ấy cũng chỉ đem theo y bát mà thôi. Giống như con chim, bất cứ bay đi nơi nào, chim chỉ bay với đôi cánh là gánh nặng duy nhất của nó. Cũng vậy, vị tỳ kheo hài lòng với tấm y để che thân và với đồ ăn khất thực để nuôi sống. Và đi đến bất cứ nơi nào, vị ấy cũng chỉ đem theo y bát mà thôi. Thành tựu giới ẩn cao thượng này, vị ấy cảm nhận trong tâm niềm hỷ lạc do không phạm lỗi sai lầm nào. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ các tướng chung và nét riêng. Bởi vì nếu vị ấy không chế ngự đôi mắt, các bất thiện pháp về tham ái hay thất vọng có thể xâm nhập. Vì thế, vị ấy thực hành bằng cách chế ngự chúng. Vị ấy hộ trì nhãn căn, vị ấy hành trì chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe âm thanh, khi mũi ngửi mùi hương, khi lưỡi nếm mùi vị, khi thân có sự xúc chạm, khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ các tướng chung và nét riêng. Bởi vì nếu vị ấy không chế ngự tâm, các bất thiện pháp về tham ái hay thất vọng có thể xâm nhập. Vì thế vị ấy thực hành cách chế ngự tâm, vị ấy hộ trì ý căn, vị ấy thực hành hộ trì ý căn. Thành tựu hộ trì các căn cao thượng này, vị ấy cảm nhận trong tâm niềm hỷ lạc trong sáng không vẩn đục. Vị ấy trở thành một người hành động với sự tỉnh giác khi đi tới đi lui, một người hành động với sự tỉnh giác khi nhìn thẳng nhìn quanh, một người hành động với sự tỉnh giác khi co tay duỗi tay, một người hành động với sự tỉnh giác khi đắp y, mang áo bên ngoài và bình bát. Một người hành động với sự tỉnh giác khi ăn, uống, nhai, nuốt. Một người hành động với sự tỉnh giác khi đi đại tiện và tiểu tiện. Một người hành động với sự tỉnh giác khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói và im lặng. Thành tựu giới uẩn cao thượng này, thành tựu hộ trì các căn cao thượng này, thành tựu chánh niệm tỉnh giác cao thượng này. Vị ấy tìm đến một chỗ nghỉ ngơi thanh vắng, một khu rừng dưới gốc cây, khe núi, vực sâu, hang đá, bãi tha ma, lùm cây rừng hoang, một chỗ ngoài trời hay đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi xuống, ngồi xếp chéo chân, kiết già, lưng thẳng và thiết lập chánh niệm ngay trước mặt, từ bỏ tham ái ở đời. Vị ấy an trú với tâm không tham ái, vị ấy thanh tịnh tâm thoát khỏi tham ái, từ bỏ sân hận, vị ấy an trú với tâm không sân hận, có lòng từ đối với sự an ủi của tất cả chúng sanh. Vị ấy thanh lọc tâm thoát khỏi sân hận, từ bỏ tâm giật giờ buồn ngủ. Vị ấy an trú với tâm không giật giờ buồn ngủ, hướng tâm về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác. Vị ấy thanh lọc tâm thoát khỏi giật giờ buồn ngủ, từ bỏ bất an và hối hận. Vị ấy an trú không dao động với nội tâm an tịnh. Vị ấy thanh lọc tâm không còn bất an hối hận, từ bỏ nghi ngờ. Vị ấy an trú không còn nghi ngờ, không phân vân do dự với các thiện pháp. Vị ấy thanh lọc tâm thoát khỏi mọi nghi ngờ. Sau khi đã từ bỏ năm chướng ngại, triền cái, những phiền não làm trí tuệ yếu đuối, xa lánh các dục lạc giác quan, xa lánh các bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, vẫn còn tầm và tứ. Này Bà La Môn, đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Lại nữa, vị tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, với tỉnh tín và nhất tâm. Không còn tầm và tứ. Này, Bà La Môn, đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng, vị thánh đệ tử không đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Lại nữa, bằng cách ly hỷ trú xả,
chánh niệm tỉnh giác, vị tỳ kheo chứng và trú tam thiền. Thân cảm nhận được lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Này Bà La Môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai. Vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Lại nữa, bằng cách từ bỏ khổ và lạc, và với sự diệt trừ hỷ và ưu đã cảm nhận từ trước, vị tỳ kheo chứng và trú tứ thiền. Một trạng thái không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại nơi đó ta có tên như thế này, thuộc bộ tộc này, với diện mạo như thế này, được nuôi dưỡng như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng như thế này, và qua đời từ chỗ đó, ta tái sanh vào nơi khác, và ở nơi đó ta có tên như này, thuộc bộ tộc này. Với diện mạo như thế này, được nuôi dưỡng như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng như thế này, và qua đời từ chỗ đó, ta tái sanh vào nơi đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với nhiều phương diện và nét đặc thù. Này Bà La Môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy, vị ấy hướng tâm đến trí tuệ về sự sanh tử của chúng sanh. Với thiện nhãn minh, thanh tịnh siêu phàm, vị ấy thấy sự sống chết của chúng sanh, người thấp hèn, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh. Vị ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ. Như thế này, những chúng sanh làm các ác hạnh về thân, khẩu, ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ, cõi hung dữ, cõi thấp kém, địa ngục. Còn những chúng sanh làm những thiện hạnh về thân, khẩu, ý, không phỉ báng vào các bậc thánh, theo chánh kiến, và làm những nghiệp theo chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết sẽ được tái sanh vào cõi tốt đẹp, vào thiên giới. Như vậy, với thiên nhãn thần tịnh siêu phàm, vị ấy thấy sự sống chết và tái sanh của chúng sanh, người thấp hèn, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh, và vị ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ. Này Bà La Môn, đây cũng gọi là dấu chân của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy, vị ấy hướng tâm đến trí tuệ về sự đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy hiểu như thật rằng đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Vị ấy hiểu như thật rằng đây là lậu hoặc, đây là nguồn gốc của lậu hoặc, đây là sự diệt trừ của các lậu hoặc, đây là con đường đưa đến diệt trừ các lậu hoặc.
Này Bà La Môn, đây gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cỏ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Tuy thế, vị ấy đang trong tiến trình để đi đến kết luận như vậy. Khi vị ấy biết và thấy như vậy, tâm của vị ấy được giải thoát khỏi những lậu hoặc của dục lạc giác quan, thoát khỏi lậu hoặc của hiện hữu, thoát khỏi lậu hoặc của vô minh. Khi tâm đã được giải thoát như vậy, vị ấy biết được rằng ta đã giải thoát. Vị ấy hiểu, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại trong bất cứ hình thái hiện hữu nào. Này Bà La Môn, đây được gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cỏ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Đến thời điểm này, vị thánh đệ tử đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, giáo pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng đoàn khéo hành trì. Này Bà La Môn, tới thời điểm này, ví dụ dấu chân voi đã đầy đủ mọi chi tiết. Khi nghe như vậy, Bà La Môn bạch Thế Tôn rằng: Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama đã làm sáng tỏ giáo pháp bằng nhiều cách, giống như Ngài đã dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã xuống, làm hiển lộ những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc đường, hay dương cao ngọn đèn trong bóng tối để những người có mắt có thể thấy sắc. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến lúc mệnh chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Các giai đoạn tu tập cao hơn với ví dụ. Ở đây, này, các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy tìm đến một chỗ nghỉ ngơi thanh vắng, một khu rừng, dưới gốc cây, khe núi, vực sâu, hang đá, bãi tha ma, lùm cây rừng hoang, một chỗ ngoài trời hay đóng rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi xuống, ngồi xếp chéo chân kiết xà, lưng thẳng và thiết lập chánh niệm ngay trước mặt. Từ bỏ tham ái ở đời, vị ấy an trú với tâm không tham ái. Vị ấy thanh tịnh tâm thoát khỏi tham ái. Vị ấy thanh lọc tâm thoát khỏi mọi nghi ngờ. Này các tỳ kheo, như một người vay nợ để kinh doanh, việc kinh doanh thành công nên người ấy có thể trả hết nợ cũ và vẫn còn tiền để nuôi dưỡng vợ. Khi nghĩ đến điều này, ông ta vui sướng hoan hỷ. Hoặc giả sử có một người bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, cơ thể suy yếu, nhưng sau đó ông ta khỏi bệnh và ăn uống được bình thường, cơ thể hồi phục sức lực. Khi suy nghĩ về điều này, ông ấy thấy vui sướng hoan hỷ. Hoặc giả sử có người bị giam cầm tù tội, nhưng sau đó người này được trả tự do, an toàn đảm bảo, không bị mất tài sản. Khi suy nghĩ về điều này, người ấy thấy vui sướng, hoan hỷ. Hoặc giả sử có một người nô lệ, không tự chủ được mà phải lệ thuộc vào người khác, không thể đi đến nơi nào người ấy muốn. Nhưng sau đó, người này được giải thoát khỏi làm nô lệ, được tự chủ, độc lập với người khác, trở thành một người tự do, có thể đi lại tùy ý. Khi suy nghĩ về điều này, người ấy thấy vui sướng, hoan hỷ. Hoặc, giả sử có một người giàu có nhiều tài sản, phải đi vào con đường băng qua sa mạc, nhưng sau đó ông ta băng qua sa mạc an toàn, đảm bảo, không bị mất mát tài sản. Khi suy nghĩ về điều này, người ấy thấy vui sướng, hoan hỷ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi năm chướng ngại trong tâm chưa được đoạn trừ, vị tỳ kheo thấy chúng như một món nợ, một chứng bệnh, một nhà tù, một sự nô lệ và như một con đường băng qua sa mạc. Nhưng khi năm chướng ngại ấy đã được đoạn trừ trong tâm, vị ấy cảm thấy như được thoát nợ, như được khỏi bệnh, như được ra khỏi nhà tù,
như được giải thoát khỏi làm nô lệ và như đi vào một mảnh đất bình an. Sau khi đã từ bỏ năm chướng ngại, những điều phiền não làm trí tuệ yếu đuối, xa lánh các dục lạc giác quan, xa lánh các bất thiện pháp, vị ấy chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, vẫn còn tầm và tứ, vị ấy làm cho niềm hỷ lạc do ly dục sanh này tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy sung mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần hỷ lạc do ly dục sanh. Giống như một nhân viên hậu tắm khéo léo, hay là người đệ tử của nhân viên hậu tắm, sau khi chất đầy bột tắm vào chậu kim loại và từ từ rắc nước vào, người ấy nhồi bột cho đến khi nước thấm ướt cục bột tắm, nhúng nước nó để cho nước thấm nhuần từ trong ra ngoài, nhưng cục bột này không bị chảy thành giọt. Cũng vậy, vị tỳ kheo làm cho niềm hỷ lạc do ly dục sanh này tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy sung mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần hỷ lạc do ly dục sanh. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, với định tính và nhất tâm, không còn tầm và tứ, vị tỳ kheo làm cho niềm hỷ lạc do định sanh này tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy sung mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần hỷ lạc do định sanh. Cũng như có một hồ nước, nước trong hồ dâng lên và không có lỗ thông cho nước chảy ra từ phương đông, tây, bắc, nam, và thỉnh thoảng còn được bù đắp bằng những cơn mưa, rồi suối nước mát từ hồ ấy dâng lên sẽ tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy và làm sung mãn hồ nước, khiến cho không có chỗ nào của hồ nước là không thấm nhuần ngọn nước mát. Cũng vậy, vị tỳ kheo làm cho niềm hỷ lạc do định sanh này tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy sung mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần hỷ lạc do định sanh. Lại nữa, này các tỳ kheo, bằng cách ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, vị tỳ kheo chứng và trú tam thiền, thân cảm nhận được lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Vị tỳ kheo làm cho niềm lạc thọ không có hỷ tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy sung mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần niềm lạc thọ không có hỷ. Cũng giống như trong một hồ sen xanh, đỏ hay trắng, một số bông sen xanh ra và lớn lên trong nước, phát triển ở trong nước, không bị ra khỏi nước, và nguồn nước mát tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy sung mãn từ ngọn đến gốc, khiến cho không có chỗ nào của tất cả bông sen ấy không thấm nhuần dòng nước mát. Cũng vậy, vị tỳ kheo làm cho niềm lạc thọ không có hỷ tẩm ướt, thấm nhuần, tràn đầy sung mãn thân này, khiến cho không một chỗ nào trên thân của vị ấy không thấm nhuần niềm lạc thọ không có hỷ. Lại nữa, này các tỳ kheo, bằng cách từ bỏ khổ và lạc, với sự diệt trừ hỷ và ưu đã cảm nhận từ trước, vị tỳ kheo chứng và trú tứ thiền, một trạng thái không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, vị ấy ngồi thấm nhuần toàn thân với tâm thanh tịnh trong sáng, khiến cho toàn thân không có chỗ nào là không thấm nhuần tâm thanh tịnh trong sáng. Cũng giống như một người ngồi với tấm vải trắng, trùm kín từ đầu xuống chân, khiến cho không có phần nào của thân thể người ấy là không được phủ kín bằng tấm vải trắng. Cũng vậy, vị tỳ kheo ngồi thấm nhuần toàn thân với tâm thanh tịnh trong sáng, khiến cho toàn thân không có chỗ nào là không thấm nhuần tâm thanh tịnh trong sáng. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng minh, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1000 đời,
100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với nhiều phương diện và nét đặc thù, cũng giống như một người đi từ làng mình sang làng khác, và rồi trở lại về làng của mình. Người ấy có thể suy nghĩ như sau: ta đi từ làng của mình đến làng kia, ở đó ta đứng như vậy, ngồi như vậy, nói như vậy, giữ im lặng như vậy, và từ làng đó ta trở về lại làng của mình. Cũng thế, vị tỳ kheo nhớ lại nhiều đời sống trong quá khứ. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống ở quá khứ với nhiều phương diện và nét đặc thù. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, không cấu uế, sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, đạt đến mức bình thản như vậy, vị ấy hướng tâm đến trí tuệ và sự sanh tử của chúng sanh. Như vậy, với thiên nhãn minh thanh tịnh siêu phàm, vị ấy thấy sự sống chết của chúng sanh, người thấp hèn, kẻ cao sang, người xinh đẹp, kẻ xấu xí, người may mắn, kẻ bất hạnh. Vị ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ, cũng giống như hai ngôi nhà với cửa lớn và một người có mắt tốt đứng ở giữa. Người ấy thấy những người khác đi vào, đi ra và đi qua, đi lại. Cũng vậy, với thiên nhãn minh thanh tịnh siêu phàm, vị tỳ kheo thấy sự sống chết của chúng sanh và vị ấy hiểu tất cả là tùy theo nghiệp của họ. Khi tâm đã định tĩnh, thuần tịnh, sáng suốt, sạch phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vị ấy hướng tâm đến việc đoạn diệt các lậu hoặc, lậu tận thông. Vị ấy hiểu như thật rằng đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Vị ấy hiểu như thật rằng đây là lậu hoặc, đây là nguồn gốc của lậu hoặc, đây là sự diệt trừ của các lậu hoặc, đây là con đường đưa đến diệt trừ các lậu hoặc. Vị ấy hiểu, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại trong bất cứ hình thái hiện hữu nào. Cũng giống như trong một dãy núi có một hồ nước trong sáng, thuần khiết, không uế nhiễm. Vì thế một người có mắt tốt có thể nhìn thấy các vỏ sò, đá, sạn và những đàn cá bơi lội qua lại hay đứng yên. Người ấy có thể suy nghĩ: đây là hồ nước trong sáng, thuần khiết, không uế nhiễm và có những vỏ sò, đá, sạn và những đàn cá bơi lội qua lại hay đứng yên. Cũng vậy, vị tỳ kheo hiểu như thật rằng đây là khổ. Vị ấy hiểu, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại trong bất cứ hình thái hiện hữu nào. Quý vị hãy bấm like và subscribe để theo dõi video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.